Còn đây chị Hoa, chào mừng các bạn đã đến với Mèo TV. Ok, hôm nay mình sẽ làm clip gì đây nhỉ? Trước tiên thì mình có lời muốn nói là như các bạn đã biết, cái channel Mèo TV của mình thì hiện tại đã gần 270k subscribe rồi. Mình nói như vậy thôi thì cái số subscribe này so với mình thì nó cũng không quá nhỏ, nhưng mà nó cũng không phải là lớn. Nên là mình hiện tại cũng như là Mèo TV channel đang cố gắng tìm ra những cái content về video clip phù hợp hơn với channel của mình và cũng như là với cái cá tính riêng của mình. Vì vậy nên là dạo gần đây mình luôn làm một số những cái series hoặc là những cái video clip về content nó hơi mới tí để thử nghiệm thôi. Thì hôm nay mình cũng sẽ thử nghiệm một cái loại content mới. Nó cũng đến bất chợt với mình thôi. Giống như là một số bạn cũng biết là mình có xài Instagram, và thật sự là mình xài Instagram khá nhiều, xài ngang ngửa với Facebook và YouTube luôn. Thì cái Instagram này chủ yếu là mình hay update hình ảnh, nhưng mà nhiều nhất vẫn là story của Instagram. Nó rất là ngẫu nhiên là mình có để ý được là sau khi mình trả lời, mình reply một số cái tin nhắn direct của các bạn gửi tới Instagram của mình, kiểu như là mình thấy những cái câu hỏi của các bạn á, nó giống như cái những cái thắc mắc mà hồi xưa mình ở tuổi các bạn mình từng thắc mắc nhưng mà không ai giải đáp cho mình. Thì khi mà mình thấy những cái câu hỏi đó thì mình ngứa tay quá, mình muốn trả lời, thì mình chụp hình những cái đó, mình post lên story, mình trả lời những cái câu hỏi của các bạn ở trên story của mình luôn. Thì mình phát hiện là một ngày mình trả lời tới gần, có khi là gần hơn 20 cái trả lời câu hỏi ở trên story của mình luôn. Sau đó thì có một số bạn đã direct cho mình nói là: "À chị ơi, chị làm hẳn luôn clip đi, chứ em thấy chị trả lời như vậy cực quá." Ừ, thiệt ra tôi cũng thấy là hơi cực thiệt. Có những hôm mà tôi hăng máu tâm sự với các bạn quá, tôi trả lời tới tận thâu đêm luôn. Nên là tôi thấy cái ý kiến này của các bạn cũng rất là hay, và tôi cũng muốn làm thử cái series tâm sự này ở trên video clip của mình, channel của Mèo TV. Các bạn có thể đón nhận nó không? Sắp tới đây mình cũng muốn cái channel Mèo TV của mình nó theo một cái hướng gọi là nó đẹp lên một xíu. Thì như các bạn đã biết là Mèo TV của mình trước tới giờ toàn là những hình ảnh hài hước. Nhắc đến Mèo TV là các bạn sẽ nghĩ đến lầy lội, rẻ tiền, hài hước. Nên là bây giờ mình muốn thử đi theo những cái phong cách gần gũi với các bạn hơn, sạch sẽ một chút hơn. Bây giờ tôi sẽ chú trọng về cái phần hình ảnh hơn. Nói chung là các bạn đã giúp mình có được khoảng hơn 200.000 subscribe rồi, thì mình cũng sẽ cố gắng cải thiện những cái mà các bạn đang feedback với mình là ở channel mình còn thiếu sót. Sắp tới đây mình sẽ làm thêm một số content mới về thời trang nữa, mong là các bạn ủng hộ nó. Mặc dù là nó sẽ không còn cái màu lầy lội, rẻ tiền nữa, sẽ muốn cân bằng những cái việc rẻ tiền và cái việc mà đưa cái hình ảnh của mình xinh xắn hơn, để bớt bị body shaming đó mấy bạn. Trời ơi, đừng có body shaming tôi nữa, khổ lắm mấy bạn. Ok, thì mình muốn tâm sự với các bạn vậy thôi. Còn bây giờ là thời điểm để mình giải bày tâm tư của các bạn. Ok, thì đa số những cái câu hỏi mà gửi đến Instagram của mình thì đa số là về vấn đề áp lực học hành của các bạn học khoảng từ cấp 2 đến cấp 3, cấp 1 cũng có luôn, và sinh viên cũng có luôn. Và một số là hỏi về tình yêu. Tôi cũng không hiểu là tại sao các bạn lại hỏi về vấn đề tình yêu với tôi, một người 24 năm rưỡi rồi, chưa có một mối tình dắt dai, chưa một lần nắm tay, chưa có một tí kinh nghiệm nào, nhưng các bạn hỏi và hỏi về chuyện tình cảm. Các bạn có biết là như thế là một cái con dao xoáy sâu vào tim tôi không? Tim bên nào nhỉ? Thì nói chung là dù là mình không có kinh nghiệm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mình suy nghĩ sao, tôi sẽ trả lời hết bằng những cái mà tôi suy nghĩ và thật tâm trả lời. Đôi lúc cũng sẽ có những người lắng nghe các bạn tâm sự những cái điều các bạn không thể nói với gia đình, hoặc là có những điều các bạn ngại nói với bạn bè hay nọ, các bạn có thể tìm tới tôi nha. Instagram của tôi là melodygen2102, các bạn nhấn follow nhé và cứ direct cho tôi. Mình á không có thói quen trả lời inbox hoặc là direct insta trả lời những cái đấy, tại vì nó sẽ trả lời nhiều quá nó bị loãng á, tôi sẽ không thể tìm thấy được những cái PM quan trọng về công việc hay là bạn bè mình cần thiết á, thì tôi sẽ khó tìm thấy hơn. Nên là thường đó tôi sẽ dùng cách là tôi nhắn tin, tôi chụp hình cái câu trả lời của các bạn và trả lời qua insta của mình. Thì khoảng một tuần nay tôi đã không trả lời rồi, để cho là tích tụ lại những cái câu hỏi của các bạn để quay clip trả lời. Thì bây giờ từ giờ trở đi tôi sẽ trả lời ở trên Mèo TV luôn. Nên các bạn hãy nhớ follow Instagram của tôi, hỏi tôi bất cứ câu gì và chờ câu trả lời ở trên Mèo TV channel YouTube nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ kiểm tra phần direct tin nhắn chờ ở Instagram của tôi. Thì có những cái câu giống như là chào chị, hoặc là hai chị, hoặc là yêu chị, thì tôi sẽ coi như là mình đọc rồi. Tại vì những cái đó thì các bạn thổ lộ tình cảm với tôi thôi mà. Nếu mà 100 bạn, 1000 bạn thổ lộ như vậy tôi phải trả lời hết thì nó kỳ lắm. Nên là tôi sẽ trả lời chung luôn là chào mấy bạn, yêu mấy bạn nha. Đấy, thì quay clip mình chỉ trả lời những cái câu mà cảm thấy là các bạn cần thiết, cần có một sự trả lời dài thì tôi sẽ trả lời. Ok, mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn tên là png.hi, hai chữ y. Thì là: chị Mèo ơi, em cũng đang làm về YouTube, em đã cố gắng về
về chất lượng phim nhưng về kịch bản đón nhận về không như em nghĩ. Em cứ nghĩ là clip em nhạt nhòa nên không thu hút người xem, mà theo dõi của em cũng không có nhiều mấy. Em cũng muốn đưa cho mọi người xem theo một đa phương tiện nào khác để có biết về em nhiều hơn. Theo bạn, em nghĩ rằng liệu có nhiều người ghét mình trên phương tiện là mình nổi tiếng đúng không, hay là chỉ như lời đồn? Thứ hai đó là liệu em đưa clip ra theo một đa phương tiện khác có thể làm cho nhiều người theo dõi em không? Mong chị phản hồi. Thì thiệt ra cái này á, chị cũng không có phải chuyên môn lắm đâu em. Chị cảm thấy là từ lúc chị làm clip tới giờ á, là Carol chỉ gì chị làm theo điều đó. Và subscribe thì đến từ một phần đa số là các bạn fan của The Win Team sẵn rồi, fan của Susu, fan Abi, subscribe cho mình. Và một cơ số người khác là vô tình biết được, thấy được thì coi người ta thích, thì nên là mình mới được một cái cơ số lượng subscribe. Nói chung là chị cũng có một cái phần gọi là may mắn khi là có những cái đã có sẵn ở đó rồi, thì mình chỉ làm để hết tâm mình vào thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy, còn ở cái việc mà mới làm như em mà cần đi từ con số 0 á, thì ra là chị cũng chưa trải qua cái hoàn cảnh như vậy nên là cũng không thể nào mà đưa ra một cái lời khuyên chính xác được cho em. Nhưng mà chị nghĩ là như em đã nói là em đã cố gắng về chất lượng phim, về kịch bản thì em sẽ không được đón nhận như em mong muốn. Em nghĩ là clip em nhạt nhòa và video mình cũng không có nhiều người xem, không có nhiều lượng theo dõi. Và cái việc mà lượt người xem với lại lượt theo dõi mà không có nhiều khi mình chưa là ai cả, chưa hề được nhiều người biết đến bằng số phương tiện đó. Giống như chị thì là thành viên của The Win Team thì sẽ có fan The Win vào coi. Thì khi mà em chưa nổi tiếng mà em mới lập một cái channel nào đó thì không có người coi, tại vì cái đó là cái chuyện đương nhiên. Có rất là nhiều người nổi tiếng đã từng đi từ con số 0 như em, và họ cũng đã từng có được cái clip 2-3 view, channel 10 người theo dõi. Đấy, thì chị chỉ muốn nói là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, em không cần phải lo. Cái em phải lo đây là cái mà như em nói là em cảm thấy clip mình nhạt nhòa. Vì bình thường á, tại vì chị không có nhiều kinh nghiệm nên là chị chỉ có thể chia sẻ với em là khi lúc mà mới đầu chị làm clip á, chị cũng chả có biết là mình nên làm clip kiểu gì. Thì chị đi coi những cái người đi trước, người ta đang nổi ở thời gian này, đang thịnh cái việc gì, và chị kiếm cái content để làm phù hợp với cái việc mà thịnh hành đó. Thì chị làm xong rồi, khi mà chị tự edit clip của mình, bản thân mình hiểu mình nhất, đối lập với những người dễ cười khác thì coi một số cái phim, thì chị đi kiểu mà chị đi coi phim với người khác, có những chỗ mà ai cười của mình chị thì chưa phải là đỉnh điểm để cười á, thì đó, thì mình nhận ra mình là một người khó cười vậy. Nên là khi mà chị edit, chị luôn coi lại một lần clip mình. Nếu cái clip đó mà chị có cười khoảng trên 2 lần bởi chính cái clip của mình, thì chị nghĩ là cái clip đó đi ra sẽ có được cỡ 5 người cười với cái clip của mình, dạng như vậy. Đó là cái cách của chị. Thì nói chung là khi mà chị làm clip, chị luôn làm clip chậm, rất là chậm so với những editor khác, là vì chị làm khá kỹ. Chị cảm thấy cái đoạn đó nó chưa có thật sự hài hước, tại vì lúc đầu á thì mọi người nói là chị có khiếu hài hước, thì chị đang làm hướng hài hước. Thì mình đã có cái năng khiếu về cái việc hài hước đó thì mình phải xoáy sâu vô cái việc hài hước, hiểu không? Nên là khi mà chị làm clip, nếu mà cái đoạn đó nó không gây chị cười thì chị sẽ phải thêm thắt bất cứ một cái gì đó để cho cái đoạn đó thật sự chị cảm thấy chị có thể cười được thì người khác mới có thể cười được. Nên là chị muốn nói với em là tác phẩm của mình thì nó phải làm mình thỏa mãn trước rồi mới đi đến những người khác. Nếu mà tác phẩm của mình nó không làm mình hài lòng thì không ai hài lòng với tác phẩm của mình cả, chị nói thật. Nên là cái này chị không biết là do em tự ti quá hay sao, khi mà em nhìn lượt view thấp mà em tự cảm thấy clip mình nhạt thì đó là vấn đề khác. Còn khi mà em chưa đăng nó lên mà em đã cảm thấy clip nó nhạt thì em không nên đăng. Nên chị chỉ muốn khuyên như vậy. Thì em cũng nói là có một số bạn bạn của em nói là phải làm clip và vấn đề cho người ta ghét thì mới nổi tiếng. Chị nghĩ là nếu mà làm clip để người ta ghét thì thôi đừng làm em ạ. Chị không biết đối với ai, chị cảm thấy là ở Việt Nam mình thì cái chuyện đó khá nhiều, là một số người nhờ cư dân mạng ghét nhiều mới nổi tiếng, thì đó là cái cách của viewer Việt Nam nó như vậy. Nhưng mà chị là người không có đồng tình với việc đó nên là chị cũng khuyên em là đừng nên ha. Em cứ làm với những cái gì em thích, làm những cái gì đam mê, và em phải tìm hiểu về cái thị trường này. Thì khi mà cái clip em làm ra nó vừa đáp ứng được đam mê của mình mà nó còn đáp ứng được cái mà những người xung quanh em muốn xem, hiểu không? Thì em phải đi từ từ dần dần lên cao, chứ không phải là mới bay vô là có nhiều view. Nếu mà các bạn đi từ con số 0 thì các bạn phải kiên trì từ đầu, từ những cái lúc đầu luôn, hiểu không? Mình chỉ không muốn các bạn là đi theo những cái con đường mà gây cho cái tiếng xấu rồi để nổi tiếng. Em để ý đi, những người mà xã hội chửi rủa mà nếu họ không có thực lực thực sự để chạy dài một con đường dài thì cỡ gì họ chỉ khi nổi đúng lúc đó thôi, lúc sau họ sẽ chìm. Còn những người mà dù lúc đầu họ bị hiểu lầm hay gì, họ bị cư dân mạng chửi nhưng mà họ vẫn để ngoài tai và họ chứng minh cho cư dân mạng thấy là họ có thực lực và họ đi một con đường dài tới bây giờ, họ vẫn có thể đi trên được con đường thực lực của mình và nổi tiếng, thì đó là cái nỗi sự nổi tiếng khác. Nó không hề giống với cái việc mà bả ai muốn làm cái chuyện cho người khác chửi cũng có thể nổi tiếng. Họ chỉ được tăng cái follow, tăng cái subscribe, tăng cái like, cái view lúc đó, nhưng mà sau này họ sẽ bị khinh thường và không có thể đi đường dài nếu mà họ không có kiên trì hoặc là không có thực lực. Nổi tiếng nó đi kèm với tai tiếng nên là rất là mệt, hiểu không em? Chị khuyên chân thành là như vậy. Cái số lượng mà những người bị ghét xong rồi biến mất nó cao hơn nhiều so với những người mà bị ghét rồi thành công. Các bạn hãy để ý kỹ nhé. Hay là em đưa ra clip một đưa phương tiện khác có thể làm cho mọi người theo kinh nghiệm. Cái này thì khi mà em đẩy clip của em qua những cái phương tiện truyền thông khác thì nếu mà em siêng năng làm, tại vì mỗi cái chị nghĩ thôi nha, tại vì chị không có chuyên môn lắm, thiệt ra là vậy,
Cái này thì em nên hỏi ông Caro, ông chuyên môn hơn. Nhưng mà chị thì chị vẫn khuyên mỗi cái phương tiện truyền thông giống như là Facebook, Instagram, YouTube rồi này nọ bla 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 thì nó sẽ có những cái chuyên môn gọi là cái thực tế, nhưng mà nói cho dễ hiểu đó là có những cái mô hình khác nhau. Thì khi mà giống như clip Facebook thì em sẽ từng thấy là nó sẽ có những chữ ở chạy trên đó, còn clip YouTube thì nó chỉ là đơn giản là một cái clip dài thôi. Nó sẽ có những cái cách thu hút người xem khác nhau nên là em phải tìm hiểu. Thí dụ cái clip này em đăng YouTube, em muốn đẩy vào Facebook, em phải làm theo cái kiểu mà Facebook có thể thu hút người xem cho em, chứ không phải em bưng nguyên cái clip YouTube em đem qua Facebook. Nó sai cái mô hình của Facebook á thì người ta cũng sẽ vẫn không coi thôi. Chị nghĩ á là đầu tiên em nên kiếm những người fan chân thành nhất đi với em từ con số 0 trở lên, đó là gia đình và những người thân của em ủng hộ em làm việc YouTube, thì những người đó sẽ là những cái động lực cho em, và cũng họ chính họ sẽ là những người fan đầu tiên đi chia sẻ clip của em cho những người khác. Và nếu như clip của em nó thật sự, clip của em nó đơn giản là clip của em thật sự hay, thì sau khi những người bạn em share sẽ có những người khác share nữa, và khi share nhiều lên nó sẽ đạt như ý mong muốn là nhiều view và nhiều người khen ngợi. Nên là em đừng quan trọng hóa cái việc là phải đẩy lên nhiều nơi. Khi mà clip của em nó hay á thì tự giác những người khác nó sẽ tự đẩy clip của em đi nhiều nơi, không cần phải một mình phải đi đẩy hết tất cả mọi nơi như vậy mà không nhận được lại gì. Em hiểu không? Thì mong em PNG Hy sẽ mau chóng thành công trong sự nghiệp YouTuber nhé, đồng nghiệp của tôi. Ok, mình sẽ đến với những bạn tiếp theo. Đến với bạn thứ hai đây. Bạn có nhắn với mình vào ngày 18 tháng 11 là: chị Mel ơi, dạo này em bị áp lực về điểm số nhiều lắm. Dạo này điểm toàn kém thôi. Em sợ bị stress này nọ. Điểm kéo dài mà thấp như vậy em cũng không biết làm gì cho đúng hết. Chị Mel có feedback nào giúp em không? Phong quéo quýt ngàn lời cầu xin. Thì ok, gọi là quéo hen. Chị cũng đã từng có một thời gian bị áp lực về điểm số. Tại vì lúc đó số chị lẹt đẹt thật sự. Chị là cái người mà không phải là kiểu mà học để đứng đầu lớp hay là học để có điểm 10, điểm 9, điểm 10, nhưng mà chị thường là chị học là để lên lớp thôi. Ý là lúc đó thì cái suy nghĩ của mình muốn tốt nghiệp nhưng mà mình vẫn muốn thoải mái trong việc học, mình muốn vừa học vừa chơi á, nên là chị chỉ muốn cái điểm số của chị nó lên lớp nằm ở cái vùng an toàn. Nhưng mà có một thời gian thì chị mê chơi quá nên là nó bị tụt xuống ở cái mức mà gọi là yếu luôn, hay là chưa kém nhưng mà yếu rồi. Lúc đó thì cái cảm xúc đầu tiên của mình là thấy quê lắm, quê với bạn bè này nọ, có đám chơi chung mà có mình bị cái điểm như vậy. Thứ hai á là mình sợ ba mẹ biết được. Trời, lúc đó là hả hên á, cái trường chị á là ít phát sổ đầu bài về, hiểu không? Rất là sợ cái việc mà ba mẹ biết cái điểm mình như vậy, cái việc mà ba mẹ đặt niềm hy vọng cho mình lớn á, rất là áp lực. Mình biết cái điều đó nên là chị cũng hiểu được mọi người bây giờ đang ở cái thời điểm là phải học rồi điểm số tuột này nọ. Không phải chỉ một mình em mà rất là nhiều bạn học sinh đang bị. Có lẽ là xung quanh em chỉ nhìn những bạn mà đang cao điểm thì em sẽ cảm thấy tủi thân, áp lực, nhưng mà có rất nhiều bạn giống như em. Thì cái chuyện mà cần ở đây á là các bạn phải bình tĩnh lại, suy nghĩ xem tại sao mình lại bị điểm như vậy, tại sao mình lại bị tụt. Do là mình ăn chơi quá nhiều, hay là mình chơi điện tử quá nhiều, hay là mình không tập trung vào bài vở, thí dụ như vậy. Tại vì tính ra thì tôi cũng không phải là một người đam mê học hành nên là tôi nói về mấy cái chuyện này rất là dở. Cái chuyện mà các bạn không học bài mà các bạn bị điểm thấp thì nó là cái chuyện rất là đúng mà, đúng không? Cái chuyện nó đâu có hề sai đúng không? Thì các bạn đâu có gì phải khó hiểu. Sau này rút kinh nghiệm, muốn điểm cao hơn thì học bài thôi. Rất là đơn giản luôn á. Không có gì pháp luật cả. Tại vì cái việc học á đơn giản là bạn học bài thì nó lên điểm. Còn những cái môn giống như là những cái môn toán, hóa, lý hay nọ thì các bạn nói là đâu phải là cứ học bài là điểm cao. Thì vậy thì các bạn cũng phải cố gắng làm sao để khắc phục được cái chuyện đó. Có những cái bài giống như hồi xưa tôi cũng không biết tại sao mà bây giờ điểm lý của tôi có điểm lý để trên trung bình để có thể lên lớp tốt nghiệp lớp 12 nữa. Thì tôi ngu lý lắm, không lý lớp 10 thì tôi còn ôm được, chứ lý lớp 11, 12 tôi không hiểu gì hết mà tôi có thể tốt nghiệp được. Nên là có những môn như vậy, nhưng mà không phải là không có đường giải quyết. Các bạn vẫn có thể học thêm ở thầy cô hay là bạn bè, hỏi người ta cách giải quyết những cái môn này như thế nào, thì những cái người mà học giỏi môn đó chắc chắn họ sẽ biết cách giải quyết như vậy thôi. Nên là cái chuyện áp lực á, thực ra là ai cũng phải có áp lực hết. Các bạn đừng có lấy cái việc áp lực đó làm cái lý do cho các bạn là không muốn học nữa. Các bạn đừng lấy cái việc mà học quá nhiều để áp lực vì điểm số kém, chỉ vì điểm có số kém mà các bạn chán học. Thì khi mà các bạn chán học thì điểm số của các bạn càng kém và các bạn càng thêm áp lực. Là nói chung là nó cứ dậy hoài thì càng ngày các bạn sẽ càng kém hơn nữa. Nên là dừng cái việc áp lực lại, suy nghĩ xem làm sao để giải quyết được cái mà mình đang áp lực đó. Giải quyết từ từ, không thể nào mà mình cũng không phải siêu nhân nên không thể nào mà giải quyết nó nhanh lên được hết, thì cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ nhừ thôi, hiểu không? Anh tôi nói nhiều khi mà tại vì mình học cũng không giỏi nên là mình không có dám là gọi là dạy đời quá nhiều, nhưng mà cái này là lời khuyên nha. Tại vì sau này tôi đi làm thì tôi nhận ra được cái điều đó, khi mà bạn áp lực thì công việc của bạn càng đình trệ, hoặc là khi bạn quá mải mê một cái thứ khác thì cái việc mà tập trung vào việc học hành các bạn sẽ mất đi. Thì nếu mà các bạn đã đặt cái áp
áp lực của mình lên cái việc học thì các bạn phải try hard, phải cố gắng hết sức vì nó, chứ không phải là các bạn đi chơi xong rồi về các bạn không học bài rồi thì các bạn không được điểm cao và các bạn áp lực, hiểu không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết, nên là mình hãy đặt mục tiêu của mình ở đâu thì nên chú tâm vào cái đó một chút, nên là cố gắng nha quéo. Chị nghĩ là cái tình trạng này nó sẽ không kéo dài nếu như em bớt áp lực cái chuyện đó lại và tập trung học tí. Có lẽ ok, mình đến với một bạn mà mình thấy ở dưới này có ghi là chị có đăng lên story chị che tên em lại với nha. Chắc là có lẽ là các bạn này bạn không muốn bị lộ tên vì sợ rằng người quen sẽ có thể coi video này hoặc là coi cái story mà mình sẽ đăng á, nên là để mình xem coi nội dung như thế nào. Em chào chị. Chị Mel ơi, cho em hỏi chị làm sao để luôn luôn tự tin thể hiện mình trước mọi người vậy ạ? Em thấy chị luôn tự tin trước đám đông thể hiện bản thân, chị cho em vài lời khuyên được không ạ? Mong chị giúp em. Ô, cái câu hỏi này thì có lẽ là mình hiểu lý do tại sao bạn muốn che tên, có lẽ là bạn quá tự ti. Thì mình cũng giới thiệu cho bạn luôn, mình là Miss Tự Ti. Oh my god. Rất là nhiều người nói với mình chuyện đó rồi. Thực ra thì mình không có tự tin đâu. Cái hình ảnh mà tự tin mà các bạn thấy khi mà mình được biểu diễn trên sân khấu và khi mà mình gặp các bạn hoặc là nói chung là ở đâu đó các bạn thấy mình tự tin thì đó là cái mà mình diễn cho các bạn đó. Chứ thật sự là mình là một đứa rất là tự ti. Thứ nhất là tự ti về bề ngoài, thứ hai là tự ti về khả năng, thứ ba là tự ti về hoàn cảnh, thứ tư là tự ti về tài năng, thứ sáu là tự ti về cái này cái kia cái nọ. Nói chung là chị rất là hay tự ti và nhiều người nói đó là tính xấu luôn. Thật sự chị cũng thấy nó là tính xấu, chị rất là muốn bỏ, nhưng mà nó giống như là nó ăn mòn cho con người mình quá lâu rồi thì mình rất là khó bỏ, nhưng mà khó thôi chứ không phải là không bỏ được. Thì hiện tại chị đã cảm thấy khi mà chị làm được nhiều điều với cái YouTube, với cái streamer này nọ thì chị cảm thấy là chị đã bớt tự ti đi rất nhiều. Nói chung là dù chị tự ti nhưng mà chị biết được là nó có hại cho mình, nó tạo ra cho mình rất là nhiều bất lợi, nên là dù mình có tự ti, chị đang vẫn cố gắng đè cái sự tự ti đó của mình xuống để tự tin nhiều lên. Nhưng mà cái đầu tiên chị muốn làm là phải thể hiện cho mọi người chị là người tự tin. Tại vì dù chị tự ti nhưng mà cái chị ghét nhất á vẫn là cái việc là bị người khác coi thường. Nên là càng tự ti thì chị phải càng phải diễn cho mọi người thấy là chị thật sự tự tin, để không có ai có thể mà bắt bẻ chị được cái gì hết. Giống như là người ta vẫn hay chê chị mập hay nọ, chị ok chị nói là ok tao biết tao mập, mình thừa nhận điều đó. Mặc dù là tối nào chị cũng trời ơi mập quá rồi, bây giờ ai mà thích nổi mình, nó view tuột rồi, tại vì chắc tại mình mập hay nọ. Thì cái đó là chị nói với bản thân. Nhưng khi ở ngoài thì chị không muốn bất cứ ai nhìn thấy được cái việc mà chị buồn như vậy. Nên là thật ra chị nói là chị diễn. Nhưng mà thiệt ra cái việc diễn đối với người ngoài vậy nó sẽ tập cho em cái tính là hai được cái suy nghĩ tiêu cực đó của mình đi, và khi mà em hai quá lâu rồi thì tự nhiên nó cũng từ từ biến mất. Có những cái như vậy, hai đây là giấu nó đi á, khi mà em diễn thì em phải giấu nó đi, thì khi mà em giấu quá lâu rồi thì tự nhiên một ngày nào đó em nhận ra là ê nó mất tiêu rồi. Đó là cái đó là suy nghĩ của chị thôi, thì chị cũng không biết là người khác như thế nào. Không thể nào mà mày đang tự ti mà nó ê mày tự tin lên đi, mày sẽ tự tin lên được. Thì nói như thế, nói chung là em phải cố gắng, em biết em phải cố gắng nhận thức được rằng cái sự tự ti nó sẽ mang đến cho mình rất là nhiều bất lợi, nên là hãy tự tin lên. Đấy, đây là cái câu mà thường người ta sẽ khuyên mình. Nhưng mà nói suông á thì không bao giờ tự tin lên nổi đâu. Em phải vì cái tự ti đó mà em đánh mất nhiều cái quý giá thì em mới hiểu được em cần tự tin đến mức nào. Khuyên em như vậy thôi, thì cố gắng lên. Cố như chị nè, chị cũng đang cố gắng từng ngày để bớt tự ti nè. Chúng ta cùng cố gắng. Vậy ok, thì hôm nay là một cái clip bắt đầu cái series này nên mình chỉ trả lời ba bạn thôi nhé. Sau này mình sẽ cố gắng làm một cái clip không cần giới thiệu nữa, thì cái series này mình sẽ làm dài dài, thì mình sẽ trả lời nhiều câu hỏi hơn. Và có một số câu giống như là trả lời về quần áo hoặc là thời trang, mình cũng sẽ trả lời luôn ở trên này. Nếu có những cái nào mà cần trả lời gấp bách quá thì mình mới trả lời trên story thôi. Các bạn nhớ ấn follow Instagram của mình là melodygiang2102 và subscribe YouTube channel Mel TV. À, và đừng quên like cái video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Một lần nữa nhớ like subscribe cho Mel TV nha. Sayonara. Có gì cứ hỏi nha. Đừng ngại.